chương 4019 bên ngoài thần cổ sào trong sào huyệt dài mấy trăm dặm mỗi một cây thạch hóa thần mộc xây tổ toàn thân đều phát lưu quang phóng thích trận văn vô tận trận pháp cùng phù văn trải rộng vũ không giống như quang vũ hải dương thần cổ sào tổ thần hiện ra bản thể cao mấy chục vạn trường từng cành cây xanh biếc bao bọc sào huyệt thần mộc chống đỡ trận pháp thân cây giống như sắt đen đúc thành có hình dáng ngũ quan già nua. Thần linh của thần cổ xào ngũ tộc đều xuất hiện trong thần mộc xào. Phân biệt tọa chấn các phương vị. Tiên nhạc sư là cường giả tinh thần lực cấp 93 cùng tổ thần thúc dục trận pháp. Cho dù bán tổ phe minh tổ ra tay, cũng đừng hòng phá trận mà vào trong khoảng thời gian ngắn. Oanh, hoàng thiên tiễn uy năng vô cùng, là trong thiên địa có mấy phá trận thần khí, và chạm ở thần trận màn sáng trên, ma mà diệt vô số trận văn mũi tên ép đến màn sáng lõm xuống thật sâu cả xào huyệt thần mộc đều lắc lư đây là bán tổ cấp hủy diệt lực lượng tại đại lượng tiễn đạo áo nghĩa gia trì hạ mấy mũi tên liền có thể bắn chết thiên tôn cấp ma diệt tinh thần cùng hồn linh có thể nói khủng bố a à, phù nhã có lực thủy tổ lại là chúa tể tiễn đạo tổ thần trận pháp phòng ngự nơi này không ngăn được nàng bao lâu tiên nhạc sư nói vừa dứt lời một đạo trưởng ấn hỗn độn từ trên trời giáng xuống đánh mạnh vào màn sáng trận pháp một phần trường lực xuyên qua màn sáng trong xào huyệt thần mộc nhất thời vang lên từng đạo tiếng rên rỉ mấy chục vị thần linh ngã xuống đất là lão tộc hoàng hỗn độn tộc nàng hiện ra cự thân thần thân như người khổng lồ vũ trụ hỗn độn thần quang chiếu sáng mấy năm ánh sáng tinh không cơ bắp cực kỳ cường tráng tràn ngập nổ tung tính lực lượng cảm giác nàng ở trong tất cả lão tộc hoàng tu vi cường đại nhất đã bước vào bán tổ cành lực lượng phòng ngự thần mộc xào huyệt, có thể ngăn cản một tôn bán tổ, nhưng tuyệt đối ngăn không được hai tôn. Diêm vô thần đứng ở đỉnh Minh Thành, phía sau là lục đạo luân hồi ấn, cao giọng nói, tổ thần tiền bối, nếu linh yến tử ở thần cổ sao, liền đem nàng mời ra đi, muốn vào thần cổ sao, trước tiên đánh bại bồn tỏa, tinh khí sinh mệnh tổ thần phóng ra mênh mông, dễ cây hoàn toàn nối liền với xào huyệt thần mộc. Diêm vô thần đương nhiên biết được, nơi này chiến đấu tất nhiên đã kinh động toàn bộ tinh không. Không biết bao nhiêu cường giả đang chạy tới. Phải tốc chiến tốc thắng. Vậy thì đắc tội rồi. Diêm vô thần đối với vạn tự thanh long nhẹ nhàng phất tay. Ngao, đầu rồng khổng lồ vô cùng. Xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu diêm vô thần. Ấn ký chữ vạn ở mi tâm cấp tốc xoay tròn. Trong miệng phun ra một chùm sáng màu xanh chói mắt. Sau khi chùm sáng màu xanh va chạm vào màn sáng trận pháp. Lập tức khuếch tán ra bao bọc toàn bộ xào huyệt thần mộc hoàng thiên tiễn lại xuất hiện trong tay a phù nhã bắn nhanh ra quyền ấn của hỗn độn lão tộc hoàng thái sơ lão tộc hoàng thái sơ kiếm thiên cơ sách của thiên cơ lão tộc hoàng hồng mông chiến phủ của hồng mông lão tộc hoàng đồng loạt công gia muốn chôn vùi hết thảy trước mắt diêm vô thần hai tay chậm rãi nâng lên trong thiên địa thời gian quy tắc hướng hắn hội tụ chỉ thấy địa phương giữa hai tay lơ lửng có một đỉnh đồng thau khéo léo tinh xảo lớn bằng ly rượu, rào, dưới sự dẫn động của đỉnh thanh đồng này, dòng sông thời gian hiện ra. Trùng trùng điệp điệp tuôn về sao huyệt thần mộc, chính là lúc này, không gian chấn động, thân ảnh trương nhược trần, trống rỗng xuất hiện ở phía trước dòng sông thời gian, chắc nhiên mà cao ngất, diêm vô thần hai mắt ngưng tụ, chỉ thấy, trương nhược trần vung tay áo lên, đem ẩn chứa thiên địa thế dòng sông thời gian đánh cho tiêu tán. Lực lượng thậm chí truyền tới diêm vô thần trên người đem hắn chấn lui mấy bước, tới thật nhanh, xem ra không gian vũ trụ đối với hắn đã mất đi quy tắc hạn chế. Diêm vô thần thầm nghĩ, sự xuất hiện của Trương Nhược Trần khiến tất cả tu sĩ phe minh tổ đều kinh hãi. Hỗn độn lão tộc hoàng phản ứng đầu tiên, phát động thần hồn công kích, bán tổ cấp thần hồn ý niệm, ngừng hóa thành một thanh trảm thiên thần nhận, ánh đao sáng quắc, sát ý vô tận, muốn trực tiếp chém diệt Trương Nhược Trần thần hồn. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn qua, thái cực tứ tượng ấn ký tại thần hồn tầng thứ triển khai ngăn chờ thần nhận đồng thời áp ngược trở về phóc thái cực tứ tượng ấn ký đánh chúng hỗn độn lão tộc hoàng thần hồn đem hắn vết thương trong miệng phun ra thần huyết thân hình rút lui trên người thần quang trở nên ảm đạm rất nhiều không hổ là bán tổ có thể chống đỡ được một kích này của bồn đế người rất tốt trương nhược trần nói thái sơ lão tộc hoàng thiên cơ lão tộc hoàng Hồng Mông lão tộc hoàng đã sớm thu tay, không có tiếp tục công kích thần mộc xào huyệt, ngược lại, đánh ra ba kiện thần khí, đồng loạt công kích Trương Nhược Trần, không hề nghi ngờ, Trương Nhược Trần đến, hoàn toàn xoay chuyển thế cục, khí chàng của hắn làm cho thiên tôn cấp đều sợ hãi, sinh không ra một mình đối kháng chi tâm, phải liên thủ xuất kích, ba kiện thần khí đều truyền thừa vô tận năm tháng, uy năng vô cùng, Thái Sơ kiếm bên trong hàm Thái Sơ lực, biến hóa khó lường, kiếm ý bốn phương tám hướng đánh úp lại. Thiên cơ sách phong tỏa ý niệm, chấn áp thần hồn, rèn luyện hồng mông chiến phủ sử dụng tài liệu quý hiếm. Phủ nặng ức vạn quân, có khả năng khai thiên tích địa, ba vị thiên tôn cấp liên thủ xuất kích, bán tổ đều phải tạm tránh mũi nhọn. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ bất động, giống như thần sơn nguy nga. Địa đình, hồng đình, vũ đỉnh từ trong không gian xung quanh hắn bay ra ngoài. Đánh nát ba kiện thần khí, mảnh vỡ thần khí. Giống như sao băng bay về các phương vũ trụ, thân thể ba vị lão tộc hoàng bị nhiều mảnh thần khí đánh xuyên. Bay về phía sau mấy ngàn dặm, quá mức khiếp sợ, truyền tộc thần khí giống như than bùn bị đánh nát, vào giờ khắc này, uy năng cửu đỉnh khiếp sợ tất cả tu sĩ. Trương Nhược Trần chiến lực, tựa hồ bất bại, chính là thần linh đều có một loại muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Ở đầu kia, thần nhạc sư thấy Trương Nhược Trần trong khoảnh khắc liên tiếp bại bốn vị lão tộc hoàng, trong lòng kinh hãi, quả quyết ra tay, nguyên tốc ân và nguyên giải nhất bị vây trong không gian hư thực vô vọng. Muốn lấy bọn họ làm chất, oanh, cửu thải hỗn độn thần quang bộc phát ra, bên trong một thanh chiến kiếm màu đỏ như máu bổ ra. Bức thần nhạc sư lui ra ngoài, chỉ giao cùng táng kim bạch hổ xuất hiện ở hư thực vô vọng không gian biên giới. Một tầng tầng lớn thiên vũ thế giới hiện ra, hỗn độn sông dài chảy xuôi, hỗn độn chi khí nồng đậm đuổi theo hỗn độn tộc lão tộc hoàng a à phù nhã lặng lẽ lui về minh thành cùng diêm vô thần vạn tự thanh long hội hợp thần nhạc sư cùng tứ đại lão tộc hoàng cũng lui tới bên cạnh minh thành diêm vô thần thấy biến không sợ hãi cười to nhược trần huynh người tới cũng thật nhanh lại cho ta một lát thời gian ta khẳng định có thể công phá trận pháp tiến vào thần cổ sao chỉ giao nói diêm vô thần người cùng vạn tự thanh long đều từng bái sư tại thần cổ sao hôm nay lại dẫn theo rất nhiều nhân mã tấn công thần cổ sao chẳng phải là lấy oán trả ơn này diêm vô thần thủ sủng nhược kinh bình thường nói chẳng phải là nói chính là tại hạ còn có để chỉ giao nữ hoàng bội phục thời điểm người tu thành nhị phẩm thần đạo lục đạo luân hồi còn có thể không hề giữ lại đem nó truyền cho côn lôn một phần thiên tư cùng khí phách này sao có thể không làm cho người ta bội phục diêm vô thần thở dài một tiếng mất đi sự bội phục của trì giao nữ hoàng thật sự là tiếc nuối lớn nhất của kiếp sau nhưng mệnh sư khó làm trái chúng ta đều là người trong cuộc đi thôi nếu đế trần và trì giao nữ hoàng giá lâm muốn tấn công vào thần cổ sao tìm hiểu đến cùng đã là chuyện không thể nào thần nhạc sư cùng bốn vị lão tộc hoàng lần lượt lui vào minh thành tay phải trương nhược trần nâng lên nhất thời lại một cái đỉnh bay ra ngoài vu đỉnh bốn đỉnh trần áp bốn phương với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, sau khi thôi động cửu đình, uy lực hoàn toàn khác, tăng lên không biết bao nhiêu bậc thang. Chính là như thế, mới có thể nghiền nát thần khí bình thường, cả mảnh tinh vực không gian, bản nguyên cùng thiên địa quy tắc, đều bị gắt gao chấn áp, ngay cả gió cũng thổi không nổi một tia, đế trần tự hồ không có ý định thả chúng ta rời đi. Diêm vô thần nói, táng kim bạch hổ nói, nói đến là đến, nói đánh là đánh, đánh xong là muốn đi thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy muốn lưu lại thiên tôn cấp cùng bán tổ cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng thật muốn cá chết lưới rách các ngươi thừa nhận nổi cái giá này sao trương nhược trần chỉ tay về phía nàng nói lưu lại a phù nhã những người còn lại có thể rời đi a phù nhã nhìn thẳng trương nhược trần hai mắt không có nửa phần sợ hãi nói bốn vị lão tộc hoàng còn có ý thức nguyền rùa ra thân nếu ta hướng một vị trong đó hạ lệnh để cho hắn tự bạo thần nguyên. Đế trần lại nên ứng đối như thế nào đây? Diêm vô thần mở hai bàn tay ra, bất đắc dĩ nói, người nhìn thấy, thủy nữ vương tu vi hiện tại thế nhưng là tương đối cao. Thay thì yểm nắm giữ bốn vị lão tộc hoàng chú ấn. Người thật hạ quyết tâm muốn lưu nàng, phải làm tốt rất nhiều người thi cốt không còn tâm lý chuẩn bị. Lời đe dọa của A Phù Nhã rất hữu dụng, tổ thần lập tức hạ lệnh cho tất cả thần linh thần cổ xào rút về bí cảnh chi môn thiên tôn cấp tự bạo thần nguyên, bất kỳ trận pháp đều có thể xé nát, một mảnh tinh vực đều đem chôn vùi, bán tổ đều có thể chôn cùng, cũng không phải là chỉ đánh nát một lần bán tổ thân thể cùng thần hồn đơn giản như vậy, mà là triệt để giết chết bán tổ, hết thầy tận diệt, nếu chỉ là đối mặt với một vị thiên tôn cấp, kỳ thật dễ ngăn cản, nhưng, đối phương cũng không chỉ có một vị thiên tôn cấp, mà ngay cả bán tổ đều có hai vị, đủ để trợ hắn ngọc nát đá tan. Huống chi, sau lưng những người này còn có thủy tổ thi yểm. Nếu thật sự đánh đến ngươi chết ta sống trình độ, nhất định là sẽ đem thủy tổ chọc ra. Đứng ở góc độ cân nhắc lợi hại, mặc cho ai cũng phải lựa chọn thỏa hiệp, thả bọn họ tự do rời đi. Nhưng bây giờ Trương Nhược Trần sao có thể bị bọn họ uy hiếp? Trương Nhược Trần gọi ra trầm uyên thần kiếm, múa ra từng đạo kiếm hoa, từng bước một đi về phía Minh Thành, nói, bổn đế ngược lại muốn thử xem là giết một vị thiên tôn cấp tốc độ nhanh hay là thiên tôn cấp tự bạo thần nguyên tốc độ nhanh bọn họ hẳn là không có như lôi công cường a à, bất luận chư vị cường giả minh thành hay là tổ thần tiên nhạc sư lão tộc hoàng nguyên đạo tộc trong xào huyệt thần mộc đều chấn động trong lòng cuối cùng không tránh được một hồi quyết đấu sinh tử sao diêm vô thần nhẹ nhàng lắc đầu nói nếu trần huynh đã có nhã hứng vô thần tự nhiên phụng bồi rào trên đầu thành minh thành từng cây cờ xí bay lên, mây dày như mực, chỉ thuộc về minh tổ lực lượng khủng bố, tại minh thành mỗi một tấc bùn đất bên trong tàn mát ra. Khiến cho minh thành hóa thành một kiện siêu cấp thần khí cùng vô thượng chiến trận. Thần nhạc sư gọi trống không tiếng động, lấy bàn tay gõ, trống thần không tiếng động, nhưng, không gian chung quanh minh thành cùng quy tắc thiên địa lại là từng vòng tản ra. Vô số tiết tấu quy luật, không bị tứ đỉnh phong cấm. Thủ đoạn như vậy của thần nhạc sư khiến Trương Nhược Trần nhìn bằng con mắt khác. Có thể bước vào thiên tôn cấp, quả thật không có một người nào là nhân vật đơn giản. Đều là hàng tỷ thiên tài trong giết ra tới hùng chủ. Tổ thần, tiên nhạc sư, nguyên đạo lão tộc hoàng. Chỉ giao, đem tinh thần lực cùng thần hồn đều phóng ra ngoài, ý niệm tập trung minh thành, tùy thời chuẩn bị áp chế tu sĩ tự bạo thần nguyên. Băng, trên người a phù nhã bốc cháy thần diễm màu lam, kéo thần cung ra bắn pai thần ra, đây là nàng bắn ra trí cường một tiễn, đem thủy tổ thần lực cùng tiễn đạo áo nghĩa kích phát đến cực hạn. Chân chính chúa tể một tiễn, vì bắn ra một mũi tên này, cánh tay thần cung bị kéo rách. Trở nên bán phế, hoàng thiên tiễn xé rách trong thiên địa hết thảy quy tắc cùng trật tự. Biến mất ở trong không gian, cơ hồ không có tốn hao bất kỳ thời gian nào, liền xuất hiện ở bên cạnh trương nhược trần. Đổi lại trong thiên hạ bất kỳ một vị bán tổ nào giờ phút này đều đã bị hoang thiên tiễn bắn xuyên thân thể nhưng trương nhược trần lại mạnh hơn bất kỳ một vị bán tổ nào trong thiên hạ dùng năng lực cảm giác vượt qua tất cả tu sĩ tưởng tượng hai tay cầm kiếm xoay người bổ về phía sau kiếm phong tinh chuẩn đánh trúng mũi tên của hoang thiên tiễn ầm ầm quang hoa chói mắt nổ tung năng lượng nổ tung a à phù nhã lẩm bẩm ý niệm hoàn toàn hiểu rõ thời không cơ hồ không tốn bất cứ thời gian nào liền phân tích nhân quả của mũi tên này phán đoán ra vị trí điểm này hạo thiên cùng thiên mộ cũng làm không được nhanh như vậy chẳng lẽ thật sự là thủy tổ nếu là thủy tổ thì không cần đánh trực tiếp đưa ngươi cho hắn diêm vô thần nói trầm uyên thần kiếm cùng hoang thiên tiễn va chạm cùng một chỗ cái chớp mắt kia là trương nhược trần lực lượng đỉnh phong đồng thời cũng là tự thân lực phòng ngự yếu nhất thời điểm cơ hội ngàn năm có một này diêm vô thần làm sao có thể bỏ qua cho nên a à, phù nhã bắn ra hoang thiên tiễn đồng thời diêm vô thần cũng đã đánh ra lục đạo luân hồi ấn trung tâm của lục đạo luân hồi ấn chính là một chữ vạn ấn ký đại biểu trong thiên địa tốc độ cực hạn nhất cũng đại biểu giờ phút này diêm vô thần cùng vạn tự thanh long đã dung hợp cùng một chỗ ầm ầm lục đạo luân hồi ấn quả thật tại thời khắc trương nhược trần vung kiếm bổ chúng hoang thiên tiễn đánh vào lưng của hắn nhưng trong dự đoán tình huống Trương Nhược Trần bị thương không xuất hiện. Quang minh thần huy từ trên người Trương Nhược Trần bộc phát ra. Chiếu dọi thiên địa, đem hoang thiên tiễn cùng lục đạo luân hồi ấn đồng thời tung bay. Trương Nhược Trần đầu đội vương miện thắng lợi, khí thế sắc bén, cất cao giọng nói, vô thần huynh quả thật là đối thủ đồng đại ta coi trọng nhất. Không để cho ta thất vọng, nếu tu vi của ngươi bước vào bán tổ cảnh giới, vừa rồi một kích này tuyệt đối có thể làm ta bị thương. Diêm vô thần cũng không nửa phần nổi giận, cười ngược lại nói, có thể ép ngươi vận dụng lực lượng vương miện thắng lợi đã rất thỏa mãn. Điều này nói rõ, ngươi không chỉ không đạt tới thủy tổ cành, thậm chí có thể không đạt tới bán tổ cành. Người cao ngạo, trương nhược trần cười cười, thân hình biến mất vô tung. Không tốt, Diêm vô thần vừa đọc ra hai chữ này. Chân thân của Trương Nhược Trần đã xuất hiện ở Minh Thành. Một kiếm đánh bay thiên cơ lão tộc hoàng còn đang thất thần thần huyết bắn tung tóe, máu thịt tàn vô số, mọi người hiểu rõ lực phòng ngự Minh Thành, đều có một loại cảm giác hồn phi phách tán, hắn vào rồi, phải biết rằng, Minh Thành chính là một tòa pháo đài gần như không có khả năng bị công phá. Không chỉ ẩn chứa lực lượng minh tổ, còn bị thi yểm vị thủy tổ này bố trí qua, thủy tổ muốn xông vào, đều phải tốn thời gian. Bọn họ vốn là chuẩn bị lợi dụng Minh Thành cùng Trương Nhược trận đấu một trận, hiện tại không ai biết, Trương Nhược Trần là như thế nào trong nháy mắt liền tiến vào trong thành. Loại thủ đoạn này thậm chí vượt qua nhận thức của Thủy Tổ A Phù Nhã ngày xưa. Hết chương 4019 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.